Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với công an huyện Chương Mỹ kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả hàng loạt thương hiệu nổi tiếng tại thôn Cao Sơn, xã Thiên Phương. Tại cơ sở này có gần 12.000 lọ hộp thực phẩm chức năng đã được đóng gói thành phẩm với bao bì nhãn mát bắt mắt. Đáng chú ý, mặc dù được sản xuất và đóng gói tại căn nhà chật hẹp này, nhưng phía bên ngoài các vỏ hộp phần lớn ghi xuất xứ từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra, một lượng lớn sản phẩm thành phẩm còn thể hiện đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là các doanh nghiệp trong nước. Lực lượng chức năng còn ghi nhận cơ sở kinh doanh có hơn 4.000 loại nhựa đựng viên sủi có nhãn mát, 67 kg viên thuốc các loại không có nhãn mát, hơn 44.600 tem nhãn giấy các loại tem chống hàng giả. Theo lãnh đạo đội quản lý thị trường số 1, đây là vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn. Các đối tượng chọn căn nhà ở ngoại thành, xa trung tâm để hoạt động.